vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm không gian, tiết kiệm năng lượng, thoải mái, độ bền cao, thiết kế linh hoạt. FSV S-Series MS3, dòng sản phẩm một chiều mới nhất của Panasonic. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu và đơn vị quản lý tòa nhà là những người thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề khi lựa chọn cũng như sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRF, như mong muốn một hệ thống điều hòa không khí công suất lớn, không gian lắp đặt hạn chế, tiết kiệm điện, không khí dễ chịu, lỗi hệ thống hay lắp đặt trong các tòa nhà cao tầng. Hệ thống điều hòa VRF của Panasonic có thể giải quyết các vấn đề này. Vận hành mạnh mẽ. Bạn đang tìm một hệ thống điều hòa không khí vận hành mạnh mẽ mà vẫn giúp tiết kiệm không gian lắp đặt nhất có thể. Hệ thống VRF của Panasonic có thể kết nối 4 module dạng nóng trong cùng một hệ thống, cho phép công suất tối đa lên tới 96 HP. Tiết kiệm không gian. Hệ thống điều hòa Panasonic mới đạt công suất lớn hơn mà vẫn giữ nguyên kích thước dạng nóng. Hệ thống MS3 đã thành công trong việc giảm không gian và trọng lượng lắp đặt nhờ vào công suất tối đa của mỗi module cao hơn. Hãy tưởng tượng một tòa nhà có quy mô trung bình. Nếu nhu cầu tổng công suất là 480 HP, hệ thống MS3 có thể giúp giảm diện tích không gian cần cho một hệ thống, cũng như giảm khoảng 1.500 kg trọng lượng. Điều này cũng làm giảm số lượng giá đỡ và đường ống cần dùng. Từ đó, bạn có thể sử dụng không gian trống cho các hệ thống điện nước khác. Tiết kiệm năng lượng. Bạn muốn giảm điện năng tiêu thụ, nhưng vẫn muốn duy trì cảm giác dễ chịu cho người dùng và không muốn phải nhận phàn nàn từ khách hàng. Hệ thống MS3 giúp tiết kiệm năng lượng vượt trội nhờ công nghệ máy nén biến tần WinRotary hiệu suất cao với chỉ số IEA dẫn đầu. Hệ thống MS3 được trang bị chức năng điều chỉnh nhiệt độ bay hơi. Dàn lạnh và dàn nóng sẽ trao đổi thông tin mỗi 30 giây và tự động điều chỉnh nhiệt độ môi chất lạnh theo nhu cầu thực tế và điều kiện ngoài trời, để mang lại cảm giác thoải mái cho từng phòng, đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng cho toàn hệ thống. Hệ thống kiểm soát dầu thông minh giúp duy trì cảm giác thoải mái cho người dùng. MS3 được trang bị hệ thống thu hồi dầu 3 bước độc đáo. Ở trong cùng một dàn nóng, giữa các dàn nóng và từ dàn lạnh được kết nối, giúp giảm thiểu thu hồi dầu không cần thiết, từ đó duy trì cảm giác thoải mái và giúp tiết kiệm điện năng. Dàn lạnh được trang bị công nghệ NanoEase tiên tiến, cho phép lọc khí bên trong phòng, mang lại không gian sống thoải mái hơn bao giờ hết. Độ bền cao. Bạn muốn không khí bên trong nhà dễ chịu ngay cả khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, như khi vào mùa hè nắng gắt, nhưng vẫn đảm bảo thời gian hệ thống ngừng hoạt động ít nhất có thể khi xảy ra sự cố. MS3 mang tới hiệu suất vận hành vượt trội ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời cao. Hệ thống có thể hoạt động với công suất tối đa khi nhiệt độ bên ngoài là 43 độ C và thậm chí vẫn có thể làm lạnh khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 52 độ C. Dàn nóng được trang bị các tấm lưới ngăn côn trùng xung quanh bộ cấp nguồn để bảo vệ bo mạch. Ngoài ra, vật liệu bích kính cũng được sử dụng giúp ngăn động vật nhỏ như thạch sùng bò vào bên trong, từ đó ngăn ngừa khả năng chập điện, đảm bảo cho hệ thống hoạt động an toàn và ổn định. Ngay cả khi xảy ra hỏng hóc, chức năng vận hành dự phòng giúp giảm thiểu thời gian hệ thống ngừng hoạt động. Chức năng vận hành dự phòng này sẽ được sử dụng trong trường hợp hỏng máy nén hay hỏng dàn nóng. Bạn muốn một thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, ngay cả cho những người dùng ở tòa nhà cao tầng. Hệ thống này cho phép chiều dài ống lên tới 200m và độ cao chênh lệch có thể lên tới 90m với điều kiện không gian cho phép. Phần mềm hỗ trợ thiết kế CAC có thể sử dụng cho tất cả hệ thống FSV của Panasonic, bao gồm lựa chọn và bố trí tất cả các thành phần của hệ thống điều hòa không khí, cũng như thiết kế đường ống, bao gồm cả các thiết bị điều khiển.
chúng tôi cung cấp dải sản phẩm rộng, gồm nhiều loại vàng nóng và vàng lạnh, đáp ứng mọi nhu cầu và điều kiện khác nhau của đa dạng loại hình dự án. Panasonic.